Nhưng mà ông thầy Minh Đại tham dữ lắm, tham dữ cũng lắm như mình ở nhà đó, là mình bằng có tiền sắm vàng 24 phải không? Chúng tôi có hiểu cái gì đó. Bữa nay tôi cũng nói câu đó thôi chứ tôi. Bây giờ cái câu nguyện của mình hằng bữa là Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Quái Hội Tượng Phật Từ Bi Hậu Chương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Như vậy là chữ Sơn là Đức Phật Thầy ở núi Sam, chữ Kỳ là Đức Bổn Sư ở Ba Chúc, chữ Hương là Đức Phật Trùng Ngọn Thanh Quan ở Chư Tôn núi Sà Lông xã Lương Phi. Như vậy chữ Vũ là Hiệu Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An, là ông Phật Dương là ông nào? Anh em mình mò ra Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An là mình cúng lại bữa đó. Như vậy là ông Phật Dương là ông nào mà tới thế giới bình an? Cái con đó mới thế giới bình an ha. Thì bây giờ có cùng vàng bằng đầu gối gửi vô ngân hàng đi, ông làm cái thẻ ATM như smartphone, muốn chết thì đi ngay chỗ đất sập, muốn chết thì đi ngay chỗ giặt giả, muốn sống thì cái chỗ nào bình an thì mình đăng ký đi, đi lại đó ha, thẻ đến tiền xài phải không? Trong khi mình đi ra đăng ký thẻ, nó hỏi ông có đi nước ngoài không? Có, nước nào cũng đi chân á, chừng nào tôi đăng ký thì tôi muốn đi đâu thì tôi đăng ký, phải về trước 15 phút. Phải thế giới bình an không? Nhưng mà ở Việt Nam như thế, cái chùa ngày sau các nước bốn mùa vô ra thì bây giờ là giàu ra tự tội. Việt Nam như thế, cái lầu ngày sau các nước đâu đâu phục tùng, thì bây giờ các nước ngoại vô mướn đất trăm năm, 50 năm, chín năm ở vô này nó mới vừa sống. Thì rồi vô đây tôi kêu ghi máy mà 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thấy bình, cái thân mình chẳng ngang ai hết, đâu phải còn 10 điều ác không? Đâu có nói đụng chạm đất, ý có nghĩa là cái thân của mình chẳng ngán ai hết, là 10 điều ác. Nói để mà nghe thôi, mà tình làng nghĩa xóm, thương yêu tương trợ lẫn nhau là giác ngộ được 7 phần, thì còn 3 phần sống nhờ cái nhà, thác nhờ cái mồ, là tôi dẹp cái nhà rồi, tôi dẹp cái mồ rồi, tôi hiến trái cười dịnh phố rồi, dẹp cái mồ rồi, tôi dẹp cái nhà rồi, hết 2 còn 1, tất nhiên là còn 1 tâm, tâm bình tĩnh mới được thầy phát huệ, mới ra thấy bình ngược lại là thính bài. Bây giờ bảo vệ thì có bản bảo vệ, rửa chén có bản rửa chén, lặt rau có bản lặt rau, bóng dáng có bản là bóng dáng. Ai lợi dụng cuộc lễ cúng này lấy tiền sắm của riêng là gương mặt có khi buồn khi vui. Còn ai hy sinh hết tinh thần lo trong cuộc lễ 18 tháng 5 này lần thứ 85 là tánh thường lương vẻ mặt chưa tươi gì với đám tín đồ Phật giáo. Dạ dạ, cái câu này chính xác. Lời của tôi nói là phải, tôi bởi tôi kêu lấy máy ghi âm. Có gì đâu, nói gì. Có cái gì đâu. Có lợp. Mình đâu có nói gì đâu. Mình nói chung mà chủ yếu là về đây á, là con người có tổ có tông. Nếu như mà mình nghe biết giáo lý của thầy tổ thì mình tu hành phải về gốc, đặng mình kính lễ thôi. Mà nói chung á, bà con này về đến đây là đều đắc đạo hết, là bỏ hết sự việc nhà rồi mới về đây này dự lễ nè. Hiện giờ số anh em thương trà thầy mến đạo có về đây mà không dám về, đi không ai bảo vệ việc nhà đi không được. Như con về đây là có người xin. Còn những anh em bỏ hết việc nhà mới về đây là phải lòng trong sạch không? Dự lễ ngày 18 tháng 5 là ngày khai giáng nền đạo năm nay đó, là lần thứ 85 hợp lập. Như vậy đó, mình có về thầy ở tới mình nè, tuy là hữu ảnh vô hình chứ dân đồng tưởng thân tình đáo lại, mình tưởng thầy là thầy có mình kế mình. Dạ. Nhưng mà cuộc lễ 18 tháng 5 vẫn nhỏ, mà cuộc lễ 25 tháng 11 cũng vẫn nhỏ. Nhưng ngày mùng 7 tháng 3 với đức ông đức thầy là con trai trưởng nam, đức thầy chịu trách nhiệm. Thầy phải lo cuộc lễ cúng này.
và 26 tháng 4 là ngày Đức Bà, là Đức Thầy là con trai trưởng năm của Đức Ông Đức Bà, là ngày cúng Đức Ông Đức Bà. Thứ tư rồi. Ngày cúng Đức Ông Đức Bà là thầy chịu trách nhiệm, thầy phải về. Thầy phải về. Phải lo cuộc lễ Đức Ông và Đức Bà. Còn lễ 18 tháng 5 thì đều trời. Dạ. Các ban chi sự làm lễ đều hết. Rồi 25 tháng 1 thì các ban chi sự làm lễ đều hết. Bà nhưng mà đặc biệt này, cái mùng 7 tháng 3 với 26 tháng 4 mình không về thì mình với thầy không có tiếng gì hết. Không, ông ba ông nói cái lý này hay á. Ngày xưa đó là tôi trình với cụ Nguyên Thất Tổ mà con đi chùa núi đình. Mà bây giờ đó là tôi trình với cụ Nguyên Thất Tổ mà con đi ta bà. Đi vòng vòng. Đi ta bà thay mặt thầy tổ lo cho chúng sinh. Tôi đâu còn lo cho bản thân tôi nữa. Thân tôi là tôi sống là tôi làm từ thiện, chết là tôi làm thầy bác sĩ. Tôi đã hiến xác được 12 năm rồi. Tôi đâu còn mong nói là nhà cửa sự nghiệp gì nữa. Chỉ tôi chỉ còn một cái tâm thôi. Thì tâm bình tĩnh được thầy vất vả. Nhưng mà tôi nói là cái tâm tu hả bằng cái miệng tu. Không mà nghe. Cũng như mình nói được mình làm được là mình thắng mình. À. Mình nói được mà mình làm được là mình thắng mình nói được mình làm không được là mình thua mình. Thua mà. Mình nói được mình làm được là vàng, mình nói được mà mình làm không được là phao, phao nó đóng tan, vàng phao là mình chứ không phải người khác. Mà hồi đó Đức Bà tu trước mà. Đức Bà tu trước Đức Ông. Đâu Đức Bà là chưa sanh Đức Thầy là Đức Bà tu rồi. Chưa, có nghĩa là cũng như bà Hoàng hậu vợ vua Tịnh Hoàng đó là phát Bồ Đề Tâm. Thì Đức Bà đã tô đã phát tâm rồi, phát Bồ Đề Tâm rồi. Mới Đức Thầy mới chuyển kiếp trở lại. Đó mà thấy được pháp pháp lập này đó. Cái này đó. Cái ngày lễ của cái ngày lễ của thầy ngày xưa đó là Đức Thầy muốn làm chuyện gì là qua nhà ông Út, thì Đức ông sợ ủng chữ chuyện gì là qua nhà ông Út không à. Ông Út là em nuôi của Đức Thầy. Ông Út bên ông nè. Ông Út gan hơn. Không phải gan. Bởi vì ông Út không có chức quyền. Còn Đức ông là có chức quyền. Cái chánh nè. Sợ. Thì thường thường ngủ. Ông Út. Ngủ sự chuyện gì. Em nuôi. Em nuôi chứ phải là. Em nuôi. Nhưng mà giống ý. Đức ông. Đức ông mới kéo vô làm em. Đức ông hiền. Trời đức trời. Ông Út hiền. Thành ra ông Đức ông mới kéo ông Út vô làm em. Chỉ có ông Út á là cái ông Út với bà Út á âm hút của Đức Thầy. Mỗi một chuyện gì cũng Đức Thầy cũng bàn với ông Út với bà Út. Như là để nói cho nghe nè, bây giờ ăn theo thọ ở theo thì bây giờ qua rồi là ngày lễ 18 tháng 5 thì mình ghé bên đây dự lễ 18 tháng 5 còn quẩn thì qua bên kia quá chứ tôi lần đầu rồi qua mình ghé bên đây cũng ghé bên kia và ông Út à ngang cửa ngang không nè. Nhưng mà ngày hôm nay đó
mình bỏ hết việc nhà mới về, mới gặp anh em. Mình bỏ hết việc nhà mới về, mới gặp anh em. Đường nó còn dài lắm. Dạ. Ít ai giữ đặng chí bền, bây giờ 7-80 năm rồi, gặp mặt mừng, nhưng mà chưa biết à. Ráng bền chí nó có ngày công tả, mà chưa. Ráng bền lòng mới đạt được ngày, phải ráng mới thành. Nhưng mình sống ở cảnh đồng quê, mình lâu bộ thì săn cái ống quần lên nửa dế, lặn qua cái vũng nước, nhưng mà nhờ người ở trước chỗ nó sụp. Mình thấy thắng lợi bữa nay mà người đó không sụp là mình sụp. Chỉ là mình thắng lợi, mình qua vũng nước là nhờ người đó. Còn mình không có nghĩ nhờ người đó có lo cậu nào cái tới mình sụp. Đúng không? Đúng rồi. Không bị gì cái ông voi á, cái người sáng này thấy ông voi. Còn người mù giờ chỗ nào cũng đúng. Chỗ nào cũng ông voi trời. Cái người mù giờ chỗ nào cũng đúng. Con cái ngủ chi một mà nó ông voi hả? Năm cái mới thành ông voi chứ. Cũng như 10 tỷ đó. Tôi có gặp ông á. 10 tỷ là khi mà đi cuộc họp đó, là Đức Thầy giám mặt 25 tháng 2 tại ông Vàng 1947 đó, 10 tỷ tôi gặp á. Thì Đức Thầy nói trong 4 năm mà ông bước liền về thì ông 10 tỷ mới không biết. Thì Thầy, Đức Thầy đưa một thư liền. Cái từ một mình mà để người ta hồi đó giờ mấy anh em có thấy chưa? Sao thấy được? Bởi vì lương mới chặn hết tất cả rồi. Dạ. Mới cái lục bình nó bẻ lá, bẻ rễ hết mới nhét lục bình vô bụng này nè. Đậu ngoài trống. Mới gì được. Bằng như mà cục lục bình rồi một cái là nó trông xuống vô đó đó. Dạ biết rồi. Có nghĩa là bữa nay mà còn sống được mà về đến đây là nhờ cục lục bình đó đó. À, cục lục bình phải cắt lá hết nó mới không nghi ngờ. Nó nhét vô bụng. Dạ nó mới nổi lên. Từ từ có mình anh không có vô có lùm nào hết. Lộ một mình anh. Còn cái về chắp và lục bình gì là súng nó thổi banh hết trơn. Anh mà. Nhưng mà cái bài từ giả bổn đồ khắp nơi đó. Thầy từ bổn đạo tẩu đạo bắt đầu. Thì vì Đức Thầy là quý nhân đặc biệt 6 tỉnh tại Nam Bộ để dưới quyền chỉ đạo của Hồ Chủ tịch. Tên đảng của Đức Thầy là Hoàng Anh. Thì cái tên Lào Cách Mạng là cái tên này nó lộ bí mật là đổi dùng khác. Lộ bí mật nó đổi dùng khác. Thì là hai kìa kìa, nó phải có một là ai, nó chẳng đạo Hoàng. Cái ông hai mà khi xưa mà lên mạng kể đó hả? Ừ. Ông lớn tuổi lắm rồi. Khi mà đã là cái thơ rồi á, là ông về không phải là ông sống ở Mai Sơn mà. Thì tôi có lợi ngay chỗ đống vàng hạ đó. Thì tôi gặp mấy ông già tôi hỏi, thì mấy ông già nói, thành ra ngày hôm nay đó, mà hên bị Đức Thầy có nói ta chịu khổ khổ cho ba đánh. Dạ cái câu đó là dính vô rồi. Thầy gánh hết rồi. Dạ. Nhưng mà Đức Thầy cho biết trước rằng tận thế trong 2000 năm. Dạ. Thì ngày 1999 cho khai sáng là đạo lợi thì ông Mười Tôn là ban chỉ sử. Đúng không? Phải ngày 1999 không? Thì ông Mười Tôn là ban chỉ sử trung ương. Thì từ đó tới sau là không còn nói cái tiếng hòa hảo tình ra nữa. Hầu mà 1999 cho khai sáng là đạo được thì mới thông. Mới được thông hành ha. Mới được thông hành. Là cõi ốc công truyền không còn bị hồng quang nữa. Hồi đó nói hòa hảo với người hòa hảo tình ta không mà giúp cuộc thì bởi vì người ta giáo họa, ta đặt chuyện để vô gây nhau quán với nhau. Chứ 1999 là cái ngày khai sáng nền đạo lại thì nó im tới bây giờ.
không thấy cái người đồng đạo mình bây giờ hành lễ hành đạo rồi được, nó được em đó chứ bà. Thế bây giờ các bạn bây giờ mổ rồi cái câu lòng Phật Dương độ chúng thế giới bình an nè, ông Phật Dương là ông nào nè, lớn bây giờ nó cũng còn lắm lớn không gì, miễn mình gặp cụ vàng mà mình biết á, mà không tham á thì đời mình mới sống. Còn mình gặp cụ vàng mình biết mình ôm cụ vàng là mười đời mình cũng chết. Thì tôi sẽ hướng dẫn mười đời cũng chết. Chẳng dần sư mình tại mà ông ôm cái bát vàng đó ông đi là đâu có khỏe cho mình vậy. Có cái đồ cơm không? Không không, có mấy người cúng á, cúng nguyên cái bát vàng luôn á. Thấy không? Mà ông mà ôm cái bát vàng đó đó là đi ông nguy hiểm à. Nếu mà không có. À, ông ôm được. Nếu không có được tại ra Gia Lai. Nhưng mà ông thầy Minh Đại tham dễ lắm. Tham như lắm à. Như mình ở nhà đó là mình bằng có tiền sắm vàng 24 phải không? Còn ông thầy Minh Tại ông tham dữ lắm. Ông nói là ô kim vàng ngáy ngàn cân mà dương gian muốn đổ lập thân cho tròn là nó quý hơn vàng em nữa. Tham không? Tham được. Tham được. Nghe ông nói ha. Phải hiểu là tham. Tham phải giác ngộ đừng dắt chúng à. Chẳng cái gì mà bẻ ta vậy. Vợ như con ta rõ không dặn. Vợ dặn đúng gì máy tham gì được không? Là ông cứu cô Huyền, ông cái đâu cứu cô Huyền tôi. Rác tu đắc đạo cứu cô Huyền, tôi rác tôi tu cho tôi theo ông, tôi có ích lợi gì? Quyền của ông, ông muốn tham gì là quyền của ông. Còn tôi á là tôi hy sinh đời tôi gắn tu đắc đạo cứu của quyền tôi chứ tôi không có thầy thầy Minh Tại chị hả, theo thầy Minh Tại thích chân qua không, tôi thầy theo tôi theo thầy mê tịnh mê tịnh tôi đi chân không nè nè thấy không, tôi theo thầy mê tịnh là tôi đi chân không nè, thầy Minh Tại là đi chân không, tôi thì mê tịnh. Ông đi chân không nè. Ông đi bao lâu ông lão? Mới đi hả? À? Mới đi hả? À? Mới đi 3 ngày này hả? À? Tại mắt đi dép. Mắt đi dép, tại mắt đi dép. Phải. Sao? Sao mòn dép hay gì? Thì nói vậy đi. Đi chân không á, đặng cho nó gắn liền với trời đất. Là chữa bệnh. Chữa bệnh thân. Mà đi thi thì tôi cũng nặng ký lắm á. Bị trong chỗ này cũng 2 ký mấy. Đi thi cũng nặng ký đó. Đi cho có ký. Nhưng mà sau chuỗi này á là 108 vị anh hùng luôn sơn bạc. Một mắt là một chữ Phật, một mắt là một vị Phật hy sinh đời mình. Rồi mấy người không có mang là có vậy, mấy ông không mấy tôi mang tôi mang tôi biết ý nghĩa của tôi à, anh phải hỏi chứ. Cái chuyện tôi là tôi biết. Chuyện của mấy ông biết kiểu nào quyền của mấy ông. Chứ bằng chứng cụ thể đi thi là tôi cũng nặng ký lắm đó. Nặng ký rồi mấy ông, tại tôi được hai ký mấy sư chủ. Thành ra là bà con mày về đến đây đó là hoàn toàn bỏ hết việc nhà rồi để dự lễ 18 tháng 5. Là mình tường trình hồi đó giờ mình có quy y với tín đồ Phật giáo hảo chứ có quy y với thầy đâu. Phải không? Quy y cũng chấm giảng. Rồi quy y theo cha mẹ là gọi là mình là đạo ông bà. Cái tôi có quy y với đức thầy lần nào đâu. Mà tôi có đâu có quy y với ban chi sự. Nhưng mà không cúng lại thì bị đòn, mà bị đòn rồi cũng phải cúng lại, rồi bị nhiều lần đó thôi thì cúng lại đi khỏi bị đòn. Thôi đi làm trước đi khỏi bị đòn. Tôi bây giờ là gọi là đạo ông bà. Này là bị đòn mới đi. Bắt trước theo ông bà, chứ có biết ông đức thầy ở đâu.
Vậy là ông lão bị đòn mới đi. Không phải tự nguyện. Đi rồi chuyện con Thảo mới ngoan. À. Cha mẹ hiền sanh con giữ. Là giữ cái này nếp gia phong của tổ tiên ông bà. Chứ không phải là hung dữ ha. Cha mẹ cứu là sanh con tiên, gấu cha là giàu dài cát. Gọi là giáo đa thành quán đó. Cha mẹ khó khăn sợ con cháu sau này nó thua người ta. Gọi là giáo đa thành quán. Gọi là cha mẹ cứu người sanh con tiên đó, có nghĩa là nghe lời thầy tổ dạy. Rồi đây. Đây nè má con ơi. Cũng như đức bà lớn. Đọc một cuốn đó bà lớn à. Bà lớn mà đọc cuốn con gọi gì? Đứng bà lớn được hai người con. Ai ai? Bà hai với bà ba đó. Bà ba má còn nhỏ, bà hai là má bà tự bê nè. Ở cái đó là riêng luôn. Bị đức bà lớn. Đức bà lớn. Mà ông nói bà lớn nữa. Rồi đức ông mới cứ. À, sau này đức bà. Đức bà đó mới ra đức thầy. Ở xe đét. Mới sanh đức thầy mới tính là thứ tư. Dạ. Đúng rồi, nhưng mà thầy là con cả. Dạ cậu cháu mà cậu cháu chết rồi. Đặt cô Năm Biên cũng chết rồi. Chết rồi. Mà đức thầy là thay mặt. À, kinh mới lật. Đức thầy là trưởng nam của đức ông. Là ngài cũng đó được. Trai trai và mới làm nè. Một sáu rồi chết bộ. Phật giáo học chợ mới. Tôi đăng ký kênh tôi hỏi có bài bài không? Cậu Sáu chết tại Cần Thơ. Chết rồi, không có bây giờ cái mộ cũng có đâu. Bây giờ nhà nước bóc mộ là thà giết lầm chứ không có thả lầm. Mới kéo cậu Sáu vô là liệt sĩ. Năm cái mộ tại Cần Thơ là bóc mộ, mới đưa vô nghĩa trang làm liệt sĩ. Quán ơi, chú Quán. Chú Quán, chú Quán. Nó đi chợ đường ơi. À, có mật khẩu wifi không cơ? Đó hồi đó đó. À, thư về kêu đứa ông xuống để nhận xác cậu Sáu. Thì đứa ông nói tử đầu tán đó đi. Chết đầu trùng. Hỏi đây nha. Thử hình đấy năm ông đó, bây giờ còn ở trong đó. Đó như có cái ông, cái ông gì thi sĩ nữa phải không? Không, hồi đó là cũng có rồi, hết cái cô đi hai cô lắm rồi. Hồi đó là tính cậu Sáu là theo Tây. À, đó, đó. Nhưng mà tới chuyện mà coi kỹ lại là không có theo Tây. Tốt quá. Sáng lão rồi, tôi tính gọi lão vậy. Ông nay nhiêu tuổi ông lão? 82. Trong ông tiên quá, trong ông tiên gì, trong phim Tây Du Ký ông gì nè, ông tiên gì nè, mà bự 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 mà đeo sâu chuỗi nè, chắc ông Ngộ Không ra mà ông đón được, ông chỉ đi tập bậy đó. Đạt, ông gì nè, ông gì bự con đó, Đại La Thiên Tiên. Ờ, Đại La Thiên Tiên rồi nè, 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 thấy là khen hả, khen khen thật đó, giống ông đó đó, khi mà gương mặt của ổng thì ổng mặt khen, ông kia đầu thôi. Bây giờ kể từ nay đêm và thánh thần lo dạy dỗ Dương Trần Chánh Kiết, anh em có nghe câu đó không? Có. Có rồi. Thầy giảng nghe mà không phải ông thánh ông tiên ông thần à. Ông nào lớn nhất, ông nào nhỏ nhất nói coi. Tôi thì tôi không nói à. Ông nào lớn rồi nhỏ chân ga cao rồi. Không ăn được. Ông Phật là nhỏ nhất. Ông Phật là mấy tư chỉ là ba quá độ nhiều ông vua có hưởng, ông vua cúng dường á, cúng dường cho Đức Phật á có hưởng. Ông thánh là như Đức Khổng Tử thì các ông vua ngoại cũng cúng dường cho tân quý. Ông tiên mấy ông vua ngoại mấy ông bá hộ rồi cũng muốn cúng dường cho tân quý. Chi bộ giờ này
yêu cầu một đồng chí 5 giờ sáng mai, đồng chí nào chấp nhận hy sinh thì giơ tay lên, 5 giờ sáng mai ôm cái mình vô đánh cái đồng đó. Giỡ một cái giỡ tay một cái ù là 7-8 người. Thì ở trên lãnh đạo á, mới coi đồng chí nào xứng đáng đánh cái đồ này. Chứ mình giỡ tay là một lẽ, nhưng mà lãnh đạo mới quyết định. Yeah. Đồng chí nào xứng đáng đánh cái đồ này. Bây giờ bà ô bà nói cái chuyện đó chắc không có ai không biết. Thì bây giờ đó quyết định rồi thì làm lễ chia điệu liền. Có nghĩa là lãnh đạo đồng ý đồng chí này đánh ông chế mình đánh cái đồng thì làm lễ chia điệu liền. Từng rượu chưa được, không có một miếng mồi. Làm lễ chia điệu là có 3 từng rượu, không được một miếng mồi. Uống chơi sỉnh cho Hồi giáo à. Như vậy thì mới tản ra chiến là vậy nè. Nào hai ông lão này tuổi không biết nhau, mình cũng biết đâu. Mới á, cái đó là lính của ai, nếu mà cảm tử lính của trong ông thần nè, ông thần là bên thằng bạn cái này làm để chia điệu. Bây giờ cái đầu đó đó hợp là hết trơn, đồng chí nào hy sinh ôm cái miệng vô đó. Mà cái đồng chí này cũng canh giờ, mà các đồng chí xung quanh cũng canh giờ, miễn nghe cái hỷ đúng giờ là thành công. Nghe cái hỷ mà chặt giờ là không thành công. Như vậy thì nó là một cái hỷ nổ lên 4 chữ gì anh em nói đi. Bành sát tiêu cực. Bổ quá ghi công. Không bổ quá ghi công. Bổ quá ghi công cắm tên lên đường. Ra ngoài chợ là đường anh hùng dân tộc không? Không, nhưng mà nói vậy chứ chuyện khi khốn chết. Không, dục vô rồi chạy ra sao? Ta chạy ra rồi sao? Sao nói vậy hoài? Chạy sao chạy? Chạy gì? Đã ông chạy, mà. Chạy là nó bắp cốc rồi. Bắp cốc gì? Cái ông ở dưới kìa, ông bích 3 lần. Bây giờ không chết đó. Đó, bây giờ. Dục cái bơm vô. Ta sẵn sàng hy sinh, nhưng mà dục cái bơm. Sẵn sàng hy sinh. Trời, dùng. Nhưng mà trong đó chết mà ông không chết. Có khi thành công ha. Thành công. Phải bị gì ông có cái chữ thần hồn quá. Ông dùng cái bơm hay, ông dùng cái lọt cái miệng vô trong đó là nổ cái chết, nó không đó. Chết. Như vậy. Lọt cửa sổ ha. Cũng bơm cái bơm mà chạy vô trong đó. Đúng rồi. Ta cảm tử nhưng mà ta nhưng mà ta có cái chí riêng. Ta có chí riêng. Cũng như là ôm trái miệng chạy vô rồi đó, nhưng mà có cái chí riêng làm. Trời ơi, nè, tôi ông thì bị mềm nghe hoài. Mới gắn tên lên đường. Đúng rồi. Chứ đâu phải là. Không có đường là không có vô chùa. Cái chùa một bên đường, vào cái đường lại đâu có vô chùa được. Thành ra ông thần ông chảy cái thân của ông lo cho sang nhà xã tắc, lo cho đồng bào chứ gắn tên lên đường và tên cầu. Đâu quá kỳ công ha. Hay tên đường là tên của những ông tướng ngày xưa đó. Những có nhiều khi có chuyện mà đánh ba mấy người giỏi á, bây giờ cũng có mấy ông giỏi á mới được ghi lên giỏi, cho mấy chồng mà luyện vô cái chết tao ghi biết nhiều chết nhiều ghi. Bây giờ nghĩa trang cái ngàn cái bộ không lẽ ghi hết thì chỗ đầu ghi cái ông nào giỏi ghi công nhiều ta mới lên được, quýnh được mấy cái đồ. Đúng rồi đó. Không, cái ông nào mà ví dụ như đường 2 cầu lớn thì gắn cái cầu lớn. Cái đường lớn cái đường hẻm đồ. Cầu nhỏ thì gắn cái cầu nhỏ, gắn cái đường nhỏ. Cái ông mà được lên đó đó ha là dục chụp cái đòn đó mà không sống đó. Ờ, đó. Ông nói giỏi, ông biết kế chứ không phải mình nghe ông có cái ông mà nhảy vô cái đùng chết. Bây giờ biết nhiều nói. Bây giờ ở chút đặt con đó đó. Ừ. Ủa ông quýt gần chục cái rồi bây đó. Giờ ổng là anh hùng đó. Đó. Chứ phải ai cũng vô đó mà chết. Đó mà chết không. Không phải như ngày xưa ra mà gặp Úc Nữ Bố đâu mà mỗi cái mỗi chết. Ở đó. Úc Nữ Bố ra gặp Quan Công ra ném chạy bỏ giò. Cũng như phe ra mình đi gặp cái ông chọc được tôi chọc được cháu. Ừ, đúng rồi chứ ở đâu phải ai được đâu. Nhưng mà có cái ông thừa tướng này cái cô này cổ xấu một cái không phải là lừa nữa. Ông thừa tướng này ông nói mình mà không cứ cô này đó rồi ai cứ đó đó không. Nhưng mà vậy có ông vợ mà đi họp không có dẫn vợ theo bị con vợ xấu dữ lắm.
thì mấy ông tướng kia nó ủa sao mà ông là cũng đi cũng có dẫn vợ theo mà ông này không dẫn vợ theo. Chắc giờ ông đẹp quá. Ông xấu. Nghĩ ngược lại. Ông bước ra đi là ông khóa cửa lại. Không cho ai biết vợ. Giấu kỹ quá. Tới chừng mấy ông kia nó ủa sao kỳ ta, bữa nay phục vụ cho ông này say. Họ ta vô lấy chìa khóa, vừa mở cái cửa ra thì vợ của ông á tưởng đâu là chồng về. Bị ông chồng đi khóa cửa lại, ông chịu mới mở cửa ông vô. Thì bước ra chuẩn bị chào chồng thì mấy ông kia rạp hết trơn. Xỉu hả? Không phải chung như Diễm nữa. Xỉu chứ. Thì mới chừng tỉnh lại, lấy chìa khóa trở về trả lại cho ông chồng. Thì cái cô này cũng mới nói trời đất ơi, tại sao mà con khổ như vậy? Người ta chỉ gặp con thôi mà người ta xỉu. Chỉ than vậy thôi. Thì ở trên các hàng tiên ở trên mới xuống, mới tưới nước cam lồ. Thay hình đéo xét rồi ha. Thì ông chồng ông tỉnh rượu rồi ông về ông mở cửa ra. Ông chồng xỉu tới chịu. Nói vợ tôi đóng tiêu hả? Vợ tôi ở đâu? Tôi mỗi bữa nó sống mà bữa nay là cô ở đây vợ tôi ở đâu? Đây là chuyện ngụ ngôn ha. Chuyện ngụ ngôn. Cái mẫu chuyện gì cũng trúng hết trơn mà nhưng mà không trúng. À. Cái người cũng trúng là đẹp quá đẹp. Bởi vì khỏi giá trần rồi. Cái này đẹp hơn bà Trung Diệm nói. Đẹp như tiên rồi. Hai hồn nói khác đẹp như tiên rồi. Rồi. Nửa tháng trời. Không có dám lại gần hả? Mới nhìn ra được. Kể cái mẫu chuyện gì. Chỉ kể cái bí mật á. Là bà nói ra hết. Không có người văn. Còn cái mẫu chuyện kể là. Cái gì cũng không có người văn hết. Đang có kể đúng cái bí mật mới là người văn. Dạ. Là vợ chồng có nghĩa là. Ông trời mới để một cái cô này dành riêng cho cái ông này. Ai cũng chê hết nó mới còn. Nếu bằng như mà đẹp cái gì thì mạnh ai nói dành. Thì ngày hôm nay anh em mình gặp mặt ở đây đó là thầy tổ cái chư thần cũng chuyển mình tặng cho anh em mình bố học để trao đổi lo chuyện cớ như là gọi là người làm phải có thần độ cho đó cái chư thần mới chuyển hỏi tại sao nhiều người lắm mà sao có nhiều à trời có mấy người chơi nhau à. Thì cái này chuyện cái chưa thằng chuyển. Ông lão bảo hỏi cái này nha. Con nghe mà con không hiểu. Bây giờ trong sấm giảng mình á, thì Đức Thầy nói là lý thiên đình hoạch định là có ông trời phải không? Mà trong kinh á, một số kinh sách thì để là 28 cảnh trời. Từ tứ duyên thiên cho đến cõi vô sắc giới. Thì Đức Thầy nói ông trời là ông trời ở cõi nào? Cảnh nào? Không, cái đó tôi hết biết rồi, chứ tôi biết chính từ trời thôi. Tại vì 28 cảnh trời từ tứ duyên thiên cái đó cô vô sắc giới gì vậy thầy kinh. Đó là lý thiên đình hoạch định của nguy cơ bây giờ là ông trời nào bây giờ riêng bản thân tôi á là tôi chỉ biết có 9 đường trời thôi 72 đường đất cũng như hừng sáng mình đổi bộ mình đi mình gặp một cái cây ớt rồi cái bầu ớt cây bầu cà gì đó hừng sáng mình đổi bộ mình đi tập thể dục đó ta đội cái ta gánh ta đội cái bầu cái con đó, đó ổng có hồi lúc mà ổng làm nó sau này không còn tu với hậu rồi biết là biết tu rồi thì ổng đi làm gì đó không mà cho nơi á là cái đó không phải nói chung á cái công cuộc mà giữ gìn đạo Phật giáo hảo này từ xưa từ trước năm sau năm 75 tới giờ cái công cuộc của Hoằng Pháp mà để giữ gìn Phật giáo hảo á thì ông Lê Quang Liêm có công rất là lớn và những cái tín đồ cao đồ ngày xưa theo Đức Thầy á là có công rất là lớn chứ không phải là nhỏ nhưng mà vì thời cuộc hiện nay nhớ ở cái xéo hàng là tự ở chỗ đó hồi đó là chỗ thầy bên chiếc giả không hồi đó ông đi vậy chỗ đó là ông tôn mấy ông ghi hình tượng ghi chỗ này nha nói vấn đề về mà cái ái là ông Út là ông gia ông và đầu cái nón mất qua rầu đó là tướng nó mới vô à đi vô được tổ đình ông lão à đây đi vô được tổ đình ông lão.